Thành phố Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2017. Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị hai bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê bằng gỗ hương đá của La Phi, hàng đặc sắc của đỉnh cao, hàng VIP. Và trên màn hình quý vị đang thấy đây, hai bộ sản phẩm gỗ hương đá của La Phi là một đục mẫu Minh Nghê, được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần mộc, và hai bộ này cũng đã có hai chủ nhân. Đây, trên mình quý vị đang thấy đây là hai bộ, một bộ 10 món cột 12 và một bộ 6 món cột 10. Một bộ 10 món cột 12 này là của anh Viễn, anh ở Bắc Linh, anh đã về trực tiếp đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để đặt hàng. Và bộ cột 10 6 món, bộ này của anh Vui, anh ở Mỹ Đình, Hà Nội. Anh Vui ngoài cái bộ bàn ghế này ra thì anh còn đặt của đồ gỗ Thành Luân một tủ vóc và một tủ kệ, cộng với lại cả một bộ bàn ghế Minh Nghê như này nữa. Anh Vui là đặt đồ gỗ Thành Luân tôi là hai bộ bàn ghế Minh Nghê cột 10 gồm có 6 món. Và đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết bộ của anh Viễn, anh ở Bắc Linh. Và bộ này chúng tôi vừa xong phần mộc, vừa mài cái giáp, chưa quét lót như này là màu nó chưa lên. Đấy. Khi mài cái giáp nó hơi nhợt nhạt một chút thôi. Khi chỉ cần có tí lót vào hay là vét ly vào thì nó rất chi là đẹp. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Bộ này gồm có 10 món cột 12, hàng đục chạm thủ công tinh xảo và sắc nét. Quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình đấy, 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Và cách đây ít hôm thì chúng tôi cũng đăng một bộ 6 món Minh Nghê bằng gỗ hương đá của La Phi này, thì đã có khách hàng ở Quảng Ngãi lấy rồi. Và tiếp tục hôm nay là xong hai bộ tiếp theo. Đấy, hai bộ này là của hai khách hàng, một bộ của anh Vui ở Mỹ Đình là bộ cột 10 gồm có 6 món phía ngoài kia. Và bộ này là cột 12 gồm có 10 món của anh Viễn ở Bắc Linh. Bắc Linh cũng có rất nhiều các làng nghề nổi tiếng về đồ gỗ. Nhưng anh Vui đã tin tưởng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, và về trực tiếp Thành Luân để đặt hàng. Thành Luân rất chi là vinh dự và trân trọng, cảm ơn anh. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết đây. Đường nét đục chạm rất chi là tinh xảo. Và trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu bộ cột 12 này để cho anh Viễn ở Linh Bình thấy được. Sau đó bộ cột 10 kia chúng tôi sẽ giới thiệu trong một cái clip sau. Đó. Rất đẹp. Anh Viễn thì anh đang công tác ở Điện Biên. Hôm trước anh đã trực tiếp về đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để xem hàng và đặt hàng. Rất đẹp. Toàn bộ đường nét đục chạm thủ công. Đây. Đục rất chi và tinh xảo. Quá. Chúng ta đi vào đường nét chi tiết, được đục chạm là rất chi là tinh xảo, sắc nét đục chạm hai mặt như nhau. Đường giá La Phi này nó chất, nó rất chi là đẹp, rất đanh gỗ và ít co ngót cái dòng hương đá La Phi này. Khách nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi để được sở hữu, hoặc khách có thể về trực tiếp cửa hàng để xem và mình sở hữu các sản phẩm của Thành Luân chúng tôi. Ở đây là phía sau bộ ghế này, nó rất đẹp. Bộ này 10 món có một ghế dài, 4 ghế đơn và 2 đôn to, cộng với 2 đôn nhỏ và một bàn rất lớn. Đây, cái bàn của chúng tôi chọn vân rất đẹp, anh Viễn ở Bắc Linh đã là chủ nhân của bộ sản phẩm này. Thành Luân xin được chuyển sang bộ cột 10 của anh Vui ở Mỹ Đình. Bộ cột 10 này không thua kém, nó chỉ nhỏ hơn về kích thước thôi, mà độ dày vẫn là đẳng cấp. Có đường nét kỹ thuật thì làm không khác gì bộ cột 12. Bộ này là của anh Vui ở Mỹ Đình. Anh Vui trước đây cũng đặt của Thành Luân cũng tương đối lâu rồi. Làm những hẹn của anh cũng tương đối lâu, và xin thành thật và xin lỗi anh. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn khách. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.